Xin chào các cậu đã đến với series dễ chơi dễ vui của Tò He. Với những chiếc thùng cắt tông, chúng mình có thể làm rất nhiều các loại đồ chơi. Đặc biệt vào dịp Halloween này, chúng mình sẽ cùng nhau làm một bộ trang phục hóa trang cực hay ho từ cắt tông nhé. Đoán xem chúng mình sẽ hóa thân thành nhân vật nào? Đó chính là một chú khủng long T-Rex với chiếc miệng siêu nhiều răng và chiếc tay cực ngắn. Các cậu có tò mò không? Chúng mình cùng bắt tay vào thực hiện ngay nhé. Mình cần chuẩn bị thùng cắt tông, ống hút, màu vẽ, cọ vẽ, súng bắn keo, bút, kéo, dao hộp giấy và thước kẻ. Bắt tay vào thực hiện ngay thôi. Bước 1, dựng và làm khung đầu khủng long. Với một chiếc thùng cắt tông có sẵn, chúng mình sẽ cắt một cạnh và trải rộng trên một mặt phẳng. Vẽ các đường kẻ theo hình, không cần phải chính xác 100% về kích thước, các cậu chỉ cần kẻ đủ tất cả các hình thôi nhé. Sau đó, dùng dao hoặc kéo lần lượt cắt theo những đường đã kẻ và những phần đánh dấu X. Dùng keo cố định phần miệng dưới của khủng long, gấp nhẹ theo chiều sóng của bề cắt tông để dễ dàng uốn cong hơn. Đặt thêm hai thanh bìa mỏng vào bên trong để cố định chúng thêm chắc chắn. Với phần miệng phía trên, mình cũng làm tương tự nhé. Gấp và dán các phần tay bìa đã cắt để dựng thành chiếc đầu khủng long. Bước 2, làm các phần chi tiết. Cắt các hình tam giác nhỏ, rộng khoảng 1-2cm, dán xung quanh miệng để làm răng cho chú T-Rex. Vẽ và cắt hai chiếc mắt cho chú khủng long. Đừng quên làm thêm mí mắt cho thật sống động nhé. Tay ở chú T-Rex có hai ngón với móng vuốt sắc nhọn, chúng mình sẽ vẽ và cắt như vòng tay để dễ dàng mang vào. Dùng hai thanh bìa mỏng rộng 1cm, cuộn tròn và cố định để tạo thành hai chiếc lỗ mũi. Từ một tấm bìa hình chữ nhật, chúng mình sẽ gập thành các hình tam giác có kích thước khác nhau, cuộn tròn để tạo thành một chiếc đuôi dài thật dài. Cố định chiếc đuôi vào một tấm bìa khác dài khoảng 30cm để làm thân. Bước 3, bước cuối cùng và quan trọng nhất đây, trang trí và hoàn thiện. Sau khi quan sát thật kỹ những bức hình của chú khủng long T-Rex, chúng tôi đã quyết định sử dụng tông màu nâu, cam vàng để tô màu cho chú khủng long siêu to này. Các cậu hãy tô thật thoải mái, sử dụng thêm nước và màu trắng để tạo thêm các sắc độ khác nhau trên người chú T-Rex nhé. Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bộ trang phục hóa trang khủng long T-Rex rồi. T-Rex hay còn gọi là khủng long bạo chúa là một trong số các loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Với bộ trang phục này, không chỉ giúp cậu nổi bật trong dịp Halloween đâu, mà còn rất nhiều dịp đi chơi khác nữa. Với bộ trang phục này, chúng tớ tin chắc cậu không chỉ nổi bật trong dịp Halloween này, mà còn gây ấn tượng trong rất nhiều những dịp đi chơi khác nữa. Còn chờ gì nữa, cùng khám phá và bắt tay vào thực hiện ngay cùng chúng tớ nào. Hãy like, share và subscribe kênh của Tò He Channel để cùng chơi thật vui mỗi cuối tuần nhé.